Giờ và giờ đẹp nhất dành cho chú rể và nàng dâu của chúng ta tổ chức chương trình đại lễ vu quy trong buổi trưa ngày hôm nay đã điểm. Vì vậy xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng trở về đây. Và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2022, tức là ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Dần, được sự nhất trí của hai gia đình nhà trai và nhà gái, và được sự đồng tình của hai chính quyền địa phương, được sự đồng tình của cô dâu và chú rể, cho phép trung tâm tổ chức sự kiện đặc biệt Công Hiền trở về đây với niềm hạnh phúc lớn nhất của cô dâu và chú rể, để chúng ta cùng theo dõi chương trình đại lễ vu quy cho cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, Minh Đức xin long trọng tuyên bố chương trình đại lễ vu quy cho chú rể Bảo Tuyên, Tránh Duyên cùng cô dâu Ngọc Lan chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay xin phép được chính thức bắt đầu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy từ từ đứng lên và cùng cầm tay nhau để chúng ta cùng ra mắt tới tất cả quý vị quan khách đang có mặt tại hội trường Cam Trang và lịch sử này. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và đến với niềm hạnh phúc lớn nhất của cô dâu và chú rể, được sự hiện diện của gia đình nhà trai, đó là ông Nguyễn, bà Nguyễn Thị Nguyên, có địa chỉ thôn Cầu Tư, ngã xã Quế Võ, Bắc Ninh, kết tình thông gia cùng gia đình nhỏ gái, đó là ông Lang Văn Ba và bà Lang Thị Mai, có địa chỉ Kẻ Nóc, Mậu Đức, Con Cuông, Nghệ An. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị các quý, thật sự thì cảm ơn Thượng Đế đã ban xuống cho trần gian chúng ta một món quà, hay gọi một cách kính trọng hơn, đó là một mẫu vật khi chúng ta sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của tình cha và tình mẹ. Và đến lúc trưởng thành, chúng ta lại được sống với một tình yêu mãnh liệt hơn, đó là tình yêu đôi lứa và tình yêu của tuổi trẻ. Cũng vì tình yêu đôi lứa đó đã đem chú rể Bảo Tuyên và cô dâu Ngọc Lan của chúng ta đã cùng chung tay, cầm tay nhau cùng chung một nỗi đập để có ngày trọng đại như ngày nay. Với sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý đến có mặt tại hội trường người Cam Trang vào chiều nay, thì một lời xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu nhà tình yêu để chúng ta cùng đến với chương trình giáp diệu champagne của chú rể và nàng dâu. Xin trân trọng kính mời chú rể Bảo Tuyên hãy dùng chai champagne đầu tiên mà ban tổ chức trung tâm tổ chức sự kiện đặc biệt Quang Hiền đã dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và xin trân trọng kính mời chú rể chúng ta hãy từ từ mở nắp chai champagne. Thank you.
Nhân và cô Trang Hồng An hãy nâng hai ly ra phía trước để tỏ lòng cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách được không ạ? Nâng lên đi ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Dâu và chú Đề rất nhiều, và giây phút ở đây xin chân trọng kính mời cô Dâu và chú Đề chúng ta hãy cùng ngưỡng mặt vào nhau. Ngoảnh mặt vào nhau đi ạ. Ngưỡng mặt vào nhau đi ạ. Và chúng ta sẽ móc chéo tay nhau. Và chúng ta sẽ cầm ly rượu hồng tay phải của mình để chúng ta cùng đan chéo tay nhau uống cạn chén rượu hồng trong ngày trọng đại hạnh phúc nhất của mình. Và xin mách bảo với chú Đề và cô Dâu, rượu này không phải là người Việt Nam của chúng ta sản xuất. Rượu này được sản xuất từ Trung Quốc và được kiểm nghiệm tại Việt Nam chúng ta. Rượu này nó có màu, có mùi nhưng không có độc. Vì vậy tất cả quý vị cũng như là cô Dâu và chú Đệ, cô Dâu chú Đệ chúng ta chỉ việc nhấp môi là đủ rồi. Tượng trưng cho tình yêu của chú Đệ chúng ta sẽ chọn đời thủy chung. Và xin mời cô Dâu và chú Đệ chúng ta cùng uống cạn chén rượu hồng này đi ạ. Xin mời một trăm người ta chân lời đi quý vị. Vâng, xin cảm ơn cô Dâu và chú Đệ rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, vừa rồi chúng ta đã chứng kiến chén rượu giao môi của chú Đề và đàn giao thân thương gửi đến cho tất cả quý vị. Thì giây phút ở đây trong phát MC Minh Đức được gọi đến cô Dâu Ngọc Lan với chén rượu giao môi vừa rồi mà ban tổ chức cũng như là giảm quý quan hiền dành chọn cho cô Dâu và chú Đề. Thì cô Dâu và chú Đề chúng ta đã uống rượu giao môi, thì với vị của chén rượu này nó có vị gì ạ? Có vị đắng hay vị ngọt ạ? Đó là vị ngọt. Còn giây phút ở đây với sự có mặt của toàn thể quý vị quan khách thì cô Dâu muốn có một vị ngọt nồng cháy hơn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn chú Đề nhiều. Và có thể bí mật một tí xíu cho Minh Đức được hỏi đến là chú Đề một vài lời như thế này. Cô Dâu trong thời gian là tìm hiểu nhau thì chú Đề và cô Dâu đã thường thường đã hôn nhau rồi. Thì thường thường chú Đề và cô Dâu hôn như thế nào? Hôn với tư thế như thế nào? Hôn đứng hay hôn ngồi hay hôn nằm? Hôn tư thế nào ạ? Có cả ba. Vâng, xin cảm ơn chú Đề rất nhiều. Với sự chứng kiến của toàn thể quý vị thì ngày hôm nay chú Đề có thể hôn đứng thôi là được rồi. Và cho phép và Minh Đức được hỏi đến chú Đề rằng trong thời gian tìm hiểu thì chú Đề cũng đang hôn cô Dâu với ba tư thế. Thì thường thường chú Đề hôn cô Dâu khoảng tầm bao nhiêu tiếng? 3 giây ạ. 3 giây đúng không? Vâng, xin cảm ơn chú Đề rất nhiều. Và ngày hôm nay chú Đề chúng ta có thể tăng lên thời gian hôn được không ạ? 10 giây được không ạ? Được. Vâng, xin cảm ơn quý vị và cảm ơn chú Đề rất nhiều. Và giây phút đây xin trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách cho chúng ta cùng hướng về sân khấu nhà tình yêu để chúng ta sẽ đến với nụ hôn của chú Đề sẽ dành chọn cho cô Dâu chúng ta. Và xin nhắc nhở với chú Đề rằng theo quan điểm của chúng ta tổ chức sự kiện rằng người chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều cặp đôi và hoàn hảo nhất đó là chú Đề nếu mà hôn vào má bên phải của cô Dâu sẽ sinh ra được con trai, hôn vào má bên trái sau này sẽ sinh được con gái, còn hôn vào môi của cô Dâu sẽ sinh được cả trai lẫn gái. Chú Đề nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ ạ. Vâng, xin cảm ơn chú Đề rất nhiều. Và người Nghệ An của chúng anh ở đây, tất cả quý vị đây là người Nghệ An, vì có câu được nói như thế này: hôn mố thì hôn, hôn vào mồm cho chắc ăn, có cả trai lẫn gái, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn chú Đề rất nhiều. Và giây phút ở đây xin trân trọng kính mời chú Đề Bảo Tuyền và đứng sát vào chú Đề, chủ động đứng sát vào cô Dâu đi ạ. Sát nữa đi ạ. Vâng, được rồi. Và xin trân trọng kính mời chú Đề Bảo Tuyền hãy dùng hai bàn tay của mình đặt lên chỗ nào mà cảm thấy mềm nhất của cô Dâu. Chỗ nào là mềm nhất ạ? Thường thường chú Đề hôn cô Dâu thì hay đặt bàn tay ở đâu ạ? Vâng, xin cảm ơn chú Đề rất nhiều. Này là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô Dâu của chúng ta. Và xin mách bảo với chủ đề rằng MC sẽ đếm từ 1 đến 3 thì chú Đề sẽ hôn cô Dâu. Và MC sẽ đếm từ 10 đến 1 thì chú Đề mới được buông môi của cô Dâu. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Vâng, xin cảm ơn quý vị nhiều. Xin được kính mời tất cả quý vị quan khách chúng ta hãy lưu máy ảnh của mình ra để chúng ta cùng lưu lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất của cô Dâu và chủ đề. Và xin mách bảo với các em nhỏ ở đây cũng rất là nhiều. Chúng ta chỉ phép được nhìn, về nhà không được làm sao nghe cho các nhỏ. Không là về nhà sẽ bị sâu răng đấy ạ. Và chúng ta cùng đếm từ 1 đến 3 với Minh Đức được không quý vị? Để cho cô Dâu và chú Đề chúng ta thể hiện nụ hôn cởi mở cho con viên này họ. Và đặc biệt là tất cả quý vị các quý có mặt tại hôn việc cưới khang trang và thịnh định này. 1 2 2 7 9 5 3 7 4 9 8 7
sẽ không có con trai được ngày đâu. 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Xin cảm ơn chú đề rất nhiều. Và cứ mạnh dạn hôn vào môi đi ạ. Chú đề thì muốn hôn môi và cô dâu muốn hôn môi mà ngại được không ạ? Đúng không ạ? Thường thường đã hôn môi nhiều rồi mới cầm má của cô dâu được không? Vâng, anh xin cảm ơn chú đề rất nhiều. Và để cho thỏa lòng cô dâu hôn chú đề được không ạ? 3 2 1 xin mời cô dâu hôn chú đề đi ạ. Hôn cảm ơn đi ạ. 10 9 8 7 6 hôn đi ạ. Chưa hết rồi đâu ạ. 5 4 3 2 1 hết giờ. Cho em xin kiểm tra. Cô dâu ơi, bảo hôn tôi không phải là bảo cắm đâu. Cắm môi của cô chú đề của chúng tôi chảy máu đây rồi đây này. Vâng, xin cảm ơn nụ hôn của chú đề và cô dâu rất nhiều đã gửi đến cho toàn thể quý vị quan khách, cũng như là gửi đến cho các quan viên hai họ được chứng kiến chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, với những phần quà đến từ gia đình nhỏ gái thì đã trao cho cô dâu và chú đề trong lúc tổ chức cúng bái gia tiên. Và trên sân khán giả tình yêu này thì không gia đình nào cả, chúng tôi sẽ không đi trao cho cô dâu và chú rể nữa. Thì giây phút ở đây để tỏ lòng cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách, xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhỏ gái, cũng như là vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình ở đây, hãy cùng bước lên sân khán giả tình yêu để có đôi lời phát biểu cảm ơn trong ngày trọng đại hạnh phúc của hai con. Xin trân trọng kính mời.